Rồi bây giờ mình sẽ học cái bài thực hành của suối nguồn tươi trẻ, hay gọi là Five Rise, tức là năm động tác để làm cho cái năng lực của mình nó khai thông và nó đẩy thông từ luân xa thứ nhất cho tới luân xa thứ bảy. Thì cái động tác thứ nhất ha, cái động tác thứ nhất của mình là động tác sẽ xoay tròn. Thì khi cái động tác xoay tròn của mình đó là mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ, chân trụ lại giữa và hai tay của mình thẳng ra. Thì cái lợi ích của động tác này là gì? Cái lợi ích của động tác này là mình sử dụng cái lực ly tâm ha. Thì khi mình quay vòng tròn như vậy thì mình sẽ sử dụng cái lực ly tâm. Thì theo nguyên lý của âm dương và vũ trụ thì cái lực nào âm thì nó sẽ đi ra ngoài, lực nào dương nó sẽ hướng vào trong. Do đó tất cả những cái khí âm trong người mình nó sẽ bị tán ra ngoài, và cái năng lượng dương khí nó sẽ gom tụ lại trong cái cột sống của mình, tức là bảy cái luân xa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhờ cái lực quay như vậy, nó giống như là cái cơn lốc, giống như cái tornado, nó mới tạo nên một cái lực và nó hút. Và khi trong cái cơn lốc tornado đó thì cái ở dưới, cái nào mà càng nằm ở dưới cái đáy của nó bao nhiêu thì cái lực nó càng mạnh bấy nhiêu. Chính vì vậy khi mình quay cái động tác thứ nhất thì cái luân xa số 1 của mình sẽ được kích thích rất là mạnh, và từ đó nó sẽ đẩy đi lên, và các cái động tác 2, 3, 4, 5 thì từ đó nó sẽ khai thông các luân xa 3, 4, 5, 6, 7. Một điểm nữa cũng theo khoa học, tức là mình thấy khi mình quay cái lực ly tâm như vậy thì cái gì nặng nó sẽ đi ra ngoài, cái gì nhẹ nó sẽ vào trong. Thành ra tất cả những cái cặn bã, những cái bế tắc của mình thì nó sẽ được, khi mình quay như vậy nó sẽ được khai thông và nó bắn ra ngoài, và nó khai thông những cái bế tắc, những đường kinh mạch của mình. Khi quay như vậy đối với những người mới chưa quen thì sẽ sợ chóng mặt, thì mình có thể làm từ từ. Khi mình quen rồi mình sẽ làm nhanh hơn và nhiều hơn. Và để cho nó đỡ chóng mặt, thứ nhất là mình sẽ trụ cái chân bằng cái gót chân ha. Cái gót chân phải sẽ trụ như là cái tâm của cái compa. Thứ hai, rồi mình dùng cái chân phải của chân trái của mình đạp như cái bàn đạp. Cái thứ hai, hai cái tay của mình phải giơ thì thẳng. Còn nếu mình xuống như vậy thì nó sẽ cản lực, hay là mình giơ không cân bằng thì nó sẽ đảo. Do đó hai cái tay của mình phải cân bằng. Và cái điểm thứ ba là con mắt của mình phải nhìn ngang tầm, hoặc là nhìn hơi lên. Còn nếu mình nhìn xuống thì mình sẽ bị chóng mặt. Đó, đó là ba cái bí quyết để làm cho mình quay nhanh, quay dễ mà không bị chóng mặt. Rồi, bắt đầu động tác thứ nhất. Mình có thể quay 3 vòng, 5 vòng, 7 vòng, nhưng mà thường là bắt đầu 7 vòng, lên 14 và lên 21. Đó là động tác thứ nhất. Rồi động tác thứ hai là mình bắt đầu mình mặt nào phải, mặt nào cũng được hả? Ốc thế là gì dù ốc này. Động tác thứ hai là mình sẽ nằm xuống, hai tay để sát đùi của mình, đầu thẳng, rồi hai chân đưa lên vuông góc mặt đất, hai bàn chân song song với mặt đất, hít vào, đưa đầu lên, thở ra, đưa xuống từ từ, thóp bụng lại. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Đó là động tác thứ hai. Khi mình làm được động tác thứ hai như vậy, nhớ là hít vào, bụng phình ra, đưa đầu lên, đưa chân lên, hai bàn chân song song mặt đất và toàn bộ cái chân mình thẳng, vuông góc mặt đất, thở ra đưa xuống từ từ, thấp bụng lại.
Mới làm mình có thể làm 3 lần hay 7 lần, sau đó tăng lên 14 lần, là tới 21 lần. Thì đó là động tác thứ hai. Động tác thứ ba là mình sẽ quỳ lên. Hai cái chân của mình để cách nhau khoảng chừng 10 phân và 10 đầu ngón chân của mình bấm xuống dưới đất để cho cái lòng bàn chân mình nó ngược hướng ra mé sau. 10 đầu ngón chân mình hơi hướng về xuống đất và ra trước. Hai tay thả lỏng để sau cái phần đùi của mình. Rồi đầu chuỗi xuống thở ra hết. Hít vào từ từ bật cổ ra đằng sau, giữ người cho thẳng thì căng. Thở ra, tóp bụng lại. Hít vào, bật ra đằng sau, căng bụng lên. Thở ra, tóp bụng lại, gục đầu về trước. Ép sát cằm vào ngực. Hít vào, bật ra đằng sau, phình bụng. Thở ra, tóp bụng, cằm vào sát ngực. Từ từ khi mình tập cao cấp lên, mình có thể khi hít vào là mình bật ra đằng sau, hai tay nắm hai cái gót chân, ưỡn ngực ra. Thở ra, hít vào. Thở ra, hít vào. Thở ra. Thì với cái động tác thứ nhất quay là mình sẽ bắt đầu khai thông cái lực ở dưới lông xa một, ở dưới phần dưới hậu môn của mình ngay huyệt hội âm. Nó kích thích lên lông xa 2 tí xíu ở phần bụng dưới. Qua cái động tác thứ hai thì nó bắt đầu nó kích thích mạnh hơn cái lông xa số 2 ở phần bụng dưới và lông xa số 3 ở phần bụng trên. Qua cái động tác thứ ba này thì nó bắt đầu nó kích thích mạnh cái lông xa số 3 ở phần bụng trên và cái lông xa 4 ở ngang tim của mình. Bắt đầu qua động tác thứ tư, ngồi xuống và hai cái chân của mình để sát, hai cái bàn chân của mình vuông góc mặt đất, hai tay mình để sát bên đùi, lưng thẳng, vai thả lỏng. Hít vào, bật cầu ra đằng sau, đưa bụng lên thẳng song song với mặt đất, hai tay và hai chân vuông góc mặt đất. Thở ra, đưa xuống trở lại. Hít vào, thở ra, hít vào. Quan trọng là bụng lưng phải thẳng song song với mặt đất, cẳng chân và tay phải vuông góc mặt đất. Thở ra. Đối với những người cao cấp, mình có thể làm một chân. Hít vào, thở ra, không có chạm mông. Hít vào, thở ra, chân vẫn thẳng nhưng mông không được chạm, ngồi xuống, làm liên tục. Thở ra, hít vào, thở ra. Thì với cái động tác thứ tư này, nhờ khi mình đẩy cái lực căng lên như vậy thì nó sẽ kích thích từ cái lông xa số 4 ở ngang tim mình lên lông xa thứ 5 ở ngang cuống họng mình. Và bây giờ đến động tác thứ 5. Động tác thứ 5 thì mình làm chống tay và chân ngược như là hình chữ V ngược. Thì động tác này thì mình sẽ giúp khai thông cái lông xa thứ 6, tức là con mắt thứ 3 của mình, và lông xa thứ 7 trên đỉnh đầu của mình. Hai tay ngang vai, hai chân khoảng một tấc và tay chân giữ yên.
giống y như hình chữ V. Cố gắng đưa cái vai của mình ra sau lỗ tai của mình. Thở ra hết sức, ép bụng lại. Đưa từ từ ra trước. Cuộn cong lên, nhìn ngược lên trời, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cố gắng đưa vai ra sau tai. Cái này cũng vậy, đưa vai away from cái lỗ tai của mình. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Rồi. Thì đó là 5 động tác của suối nguồn tươi trẻ. Sau khi mình làm xong như vậy thì mình có thể nằm xuống thẳng để cho nó lưu thông và nó giữ năng lượng lại, chứ không nên đứng lên đi liền. Thì mình có thể nằm, hít thở để thoải mái, buông thư cho năng lượng nó gom vào. Tùy theo mình có thời gian thì mình sẽ nằm khoảng chừng vài ba phút cho tới 5 phút cho khí huyết nó điều hòa, năng lượng nó gom tụ lại. Nếu không thì mình phải có ít nhất là 3 hơi thở cho tới 5 hơi thở. Từ từ đưa chân lên và bắt đầu lăn qua bên tay phải, nằm giống như thế của một cái thai nhi. Và từ từ mình ngồi dậy. Rồi. Mình bắt đầu hít vào, gom năng lượng. Thở ra, đưa vào trung tâm năng lượng của mình. Hít vào. Gom hết năng lượng. Thở ra, empty nó và đưa năng lượng mới vào trung tâm năng lượng của mình. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Lấy hết năng lượng. Thở hết thán khí ra, đưa năng lượng mới vào trung tâm năng lượng của mình. Rồi, tạ ơn năng lượng vũ trụ và tất cả mọi người, mọi loài. Tất cả mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh và đều bình đẳng. Rồi thì như vậy, mình xong được cái suối nguồn tươi trẻ là 5 động tác làm cho người mình khí lực được sung mãn, 7 lôn xa được khai thông và trở về với tuổi xuân sung sức mạnh khỏe. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tới cái động tác lễ Phật khí công. Cái động tác lễ Phật khí công này để giúp cho động tác lễ Phật khí công này kết hợp giữa yoga và cái lễ Phật của người Tây Tạng để làm cho năng lượng nó sung mãn, khai thông kinh huyệt, khai thông mạch lạc và hấp thụ năng lượng của vũ trụ. Đây là một cái phương thức để điều trị về phần vật lý, sinh lý cũng như tâm lý. Về phần vật lý thì đây là cái động tác dễ dàng và hiệu quả nhất để giúp cho những ai bị đau cột sống, lệch đĩa đệm, chèn ép đĩa đệm, vôi hóa cột sống, thoái hóa cột sống, hay là tất cả các bệnh về xương khớp và đốt sống lưng. Thì cái nguyên tắc rất dễ dàng, bởi vì mình sẽ có 23 đốt sống lưng và đốt sống cổ, và các đốt sống nó nằm chồng lại với nhau. Nếu khi mình không ngồi, không nằm, không đi đứng, không làm việc, không ăn uống đúng, thì cặn bã, canh sum và các chất nó sẽ đóng vào đó, cũng như cái áp lực vào cái đĩa đệm của mình nó sẽ bị lệch, làm cho nó bị chèn ép, hay là làm cho thần kinh nó bị kẹt, nó đau. Do đó cái nguyên tắc của mình là khi mình lễ xuống hay là khi mình đứng lên,
mình phải làm sao cái cuộc sống của mình nó càng uốn nhiều bao nhiêu, tức là nó càng lắc nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Thứ hai là theo nhân quả cũng như theo vật lý, theo khoa học, tức là khi mình đi xuống nó cân bằng, đi lên nó cân bằng, thì như vậy nó sẽ tự động cơ bắp và thần kinh và dây chằng nó sẽ kéo lại để nó cân bằng tất cả những cái bất quân bình trong cơ thể mình, những cái bị lệch trong cơ thể mình. Và cái thứ ba nữa là phải kết hợp cái hơi thở vào ra cho đúng nhịp ha. Rồi bây giờ bắt đầu hai chân đứng xếp lại hình chữ V, hai gót chạm nhau, đứng lên trên 10 đầu ngón chân, hai tay bắt lại ấn kim cang, hít vào đưa lên đỉnh đầu, hai cánh tay ép sát vào lỗ tai, hít vào, thở ra từ từ đưa xuống, cong đầu, cong cổ, cong lưng, đưa cổ lên thì elbow xuống đầu gối đẩy ra, thẳng thì thẳng, lật tay lật chân ra, thở ra hết sức, úp tay úp chân lại, hít vào. Từ từ thở ra và từ từ đứng lên trên 10 đầu ngón chân. Thở ra hết khi mình ép bụng vào ngực. Rồi đứng xuống. Thở lại. Đứng lên trên 10 đầu ngón chân, đưa hai tay bắt kim cang ấn, đưa lên từ từ hít vào. Từ từ thở ra. Úp tay, úp chân, cổ lên hít vào. Từ từ đứng lên, từ từ thở ra. Thì cái động tác này giúp cho lưu thông hết tất cả các cái bế tắc, lưu thông hết tất cả những cái kinh mạch, những cái khớp mà nó bị đóng, bị vôi hóa, bị lệch để đẹp. Thì đó là một cách. Cách thứ hai nữa là mình có thể ngồi, mình có thể ngồi triết già hay bán già hay ngồi bình thường để khóa cái chân lại cho vững vàng. Cũng vậy, thứ này thì mình cũng khai thông được cái mạch nhâm và mạch đốc, cũng như làm cái cột sống của mình và cơ bắp của mình nó được quân bằng, nó được khai thông. Nhưng mà cái ưu điểm của cái này là nó ép cái lực mạnh hơn để nó khai thông mạch nhâm và mạch đốc lưu chuyển tuần hoàn. Tại vì mình ngồi mình khóa năng lượng lại. Nhưng cái khuyết điểm là nó không giúp được cái phần dưới này so với cái động tác thứ nhất mình vừa làm. Rồi cũng vậy, hít vào, bắt kim cang ấn đưa lên đỉnh đầu, hai cánh tay ép vào lỗ tai, hít vào. Đưa xuống từ từ, ép người thở ra, hơi nhấc mông lên một tí xíu. Úp lại, hít vào. Thở ra, đường ngắn, đây là đường âm. Hít vào, đưa lên là đường dương, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra, nghe đường âm ngắn. Hít vào. Thở ra, đường dương dài. Hít vào. Thở ra, đường âm ngắn. Rồi, thì đó là cái động tác lễ Phật khí công. Thì mình vừa làm, vừa theo hơi thở và vừa chú tâm. Thì như vậy là mình sẽ khai thông được những cái bế tắc nạp năng lượng cho mình. Rồi, tạm xong.